thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm ngẫu nhiên cho gần 11.000 người, các mẫu đều âm tính. Dịch bệnh căng thẳng nhưng tình trạng người dân tụ tập hát karaoke bài bạc vẫn xảy ra. Tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy giải đáp những lo lắng về tiêm vaccine COVID-19.